từ danh từ ha, từ chỉ phương hướng, thì chữ phương hướng là chúng ta đi về hướng nào thì chúng ta sẽ dùng gì đây? Euro. Và khi nào dùng rô và khi nào dùng euro, bây giờ chúng ta sẽ chú ý ở cái phần ví dụ ở bên dưới. Video Ola cả CEO hãy đi lên gì đây, lên trên à, đi lên trên. Thì các bạn thấy rằng, rồi tiếp tục, ô đứng chuột euro ô CEO đi về phía bên bên trái, đi về phía bên trái. Khi xin lô từ đó cả CEO, khi xin lô cả CEO là đi đi vào trong phòng, đi vào trong phòng. Và bây giờ các bạn nhìn vào ba cái ví dụ của mình, những cái từ ở trước go và euro. Thứ nhất, chúng ta có ti. Ti này là có bắt chim không? Không, thì chúng ta sẽ kết hợp với rô. Rồi ô đường chốt euro, thì ô đường chốt này nó có bắt chim nên kết hợp với euro. Và những cái danh từ mà nó kết thúc bằng riêng thì chúng ta sẽ kết hợp thẳng vào rô luôn ha, kết thẳng vào luôn, như là kêu xin lô. Và khi mà kết hợp như thế này thì các bạn không đọc là rô nữa mà phải đọc là lô, à lô, à lô. Rồi T ô đừng chốt kêu xin, tất cả những cái này nó là danh từ nha, tất cả những cái từ mà đứng trước ưng rô này nè thì nó là danh từ. Rồi chúng ta để ý một cái ví dụ cái tiếp nữa. Hát sen sao sen nìm ở tia kề xẻo. Thầy à, cô à, đang ở đâu vậy, đang ở đâu ạ? À? Thì ở tia kề xẻo kê si tà, đây là kính ngữ của ita, đây là dạng kính ngữ của ita ha, kê si tà là kính ngữ của ita. Rồi giáo viên mới trả lời là samushire isayo, là ở đâu? Ừ, ở trong văn phòng. Đến chương người đô ô xeo à, euro ô xeo là hãy đi đi đến tầng 1 ha, hãy đi đến tầng 1. Rồi các bạn nhìn vào cái ví dụ của mình, khi mà học sinh nó hỏi á thì hỏi là ở tia kề xeo, và giáo viên trả lời thì giáo viên trả lời là sao mùi xì đây xeo. Khi các bạn thấy rằng giáo viên nói chuyện với học sinh thì không dùng kính ngữ, nhưng mà học sinh nói chuyện với giáo viên thì dùng kính ngữ. Đấy đấy các bạn nhớ nha, khi các bạn dùng các bạn chú ý chỗ này. Và nếu như chỉ vị trí là đi về cái hướng nào đó thì chúng ta cũng là dùng euro luôn ha. Rồi ok, chúng ta đến cái phần thực hành bên dưới. Cái phần thực hành này các bạn sẽ chọn từ đúng và phanh tròn. Ví dụ sau giọt, chữ giọt này có bắt chim thì sẽ là giọt kuro kaseo. Câu này nghĩa tiếng Việt là gì đây? Hãy đi đến ra Seoul. Rồi câu số 1 bạn Lê Khắc, câu số 2 bạn Thanh, câu số 3 bạn Đình Cao, câu số 4 bạn Nhung. Ok. Ngân hàng Mekong á. Cái tên ngân hàng ưng hàng người đồ cà rồi cài rồi. Rồi câu số 3 xong rồi. Sao mua xin rồi. Rồi sao mua xin lô nhá, sao mua xin lô OCL. Rồi câu thứ tư sao bọn ok. Tới lúc này là Nhung biết ở giữa là gì đó phải không? Ok, chúng ta đến cái này hơi khó hơn một chút nha. Các bạn nhìn vô cái bảng này hơi bị khó hơn. Từ từ để ý nha. Dùng những mẫu câu cho sẵn bên dưới và luyện nói. Chúng ta sẽ luyện nói thứ nhất là cái gì đó có ở đâu, xong rồi sẽ đi đến đó như thế nào. Các bạn nhớ nha, cái gì đó có ở đâu và đi đến đó như thế nào.
Đầu tiên các bạn thấy cái điểm bus của mình là đây nè. Đây là Bỏ Sư Chung Nhu Trang nha. Là cái tiệm, cái nơi mà bãi xe buýt. Cái vị trí xuất phát của mình là ngay chỗ này nha. Các bạn chú ý nha. Và mẫu của mình là Hakyo. Hakyo là trường học. Trường học ở đà ở đây. Bây giờ người ta hỏi là Hakyo ka otie seyo. Hakyo ka otie seyo là trường học có ở đâu. Trường học có ở đâu so với cái bãi xe buýt? Ở bên cạnh thì là Bỏ Sư Chung Nhu Trang dọc về Israel, có ở bên cạnh bãi đậu xe buýt. Rồi bây giờ nếu như mà muốn đi đến trường học thì đã đi như thế nào? Bỏ Sư Chung Nhu Trang dọc Euro Oseo, dọc Euro Oseo. Hãy đi đến bên cạnh là cái bãi xe buýt ha, hãy đi đến bên cạnh, theo cái hướng bên cạnh bãi xe buýt dọc vừa rồi. Rồi số 1, chúng ta có số 1 là công viên. Công viên tiếng Việt là gì đây? Công viên. Thì các bạn nhìn vô cái từ cái bãi xe buýt của mình, muốn đi đến công viên thì phải đi qua cái gì? Các bạn nhìn thấy cái vạch ngang đường này là tiếng Hàn là gì đây? Vintanboto hoặc là Konnopheon ha. Hoặc là Konnopheon là băng đưa qua đường. Rồi số 2 của mình là ưng hèn là ngân hàng. Ngân hàng, các bạn thấy ngân hàng chưa? Ngân hàng nó ở đâu? Nó ở nằm ở đâu? Các bạn sẽ đi ba đâu? Ba phải mà băng qua đường nè. Rồi tiếp tục số 3, Gyeong Chan Seo. Gyeong Chan Seo là ở đâu? Rồi tiếp tục, nó ở đâu so với Cực Trăng? Cực Trăng là gì? Bên trái của Gạp Hát. Rồi bây giờ các bạn dựa vào những cái đó, các bạn sẽ nói theo mẫu nha. Đầu tiên chúng ta luyện tập cái phần trường học rồi ha. HQK là trường học có ở đâu? Bộ sư tròn nhiều trang dọc về là có ở bên cạnh bãi đậu xe buýt. Rồi nếu như muốn đến trường học thì phải đi là Bỏ Sư Chung Nhu Trang dọc vừa rô Oseo là đi vào cái phía bên cạnh ha. Phía bên cạnh, về phía hơn bên cạnh là cái bãi đậu xe buýt. Rồi bây giờ chúng ta đến số 1. Bây giờ nếu nói như là công viên có ở đâu thì nói như thế nào đây bạn Đình Cao? Công viên ở chế sở. Rồi bây giờ muốn đi đến trả lời. Bây giờ trả lời đi, nó ở đâu so với từ cái bãi xe buýt? Bây giờ diễn tả xem nào, nó có ở đâu? Không, bây giờ trước nhất là phải trả lời đã. Hakyo-e jeoppe isseumnida hoặc là các bạn thấy có cái bờ đường băng qua đường nè. Konnopheon e isseumnida là nó có ở bên cạnh cái lối băng qua đường. Cái băng qua đường. Và bây giờ muốn đi đến đó thì đi như thế nào? Bây giờ được rồi đó. Chúng ta có thể nói là gì đây? Hakyo Konnopheon Euro Oseo. Có nghĩa là mình đi theo cái hướng mà qua bên đường, băng qua đường cái trường học là tới ha. Băng qua đường là Hakyo Konnopheon Euro Oseo. Konnopheon Euro Oseo. Hoặc là nếu như các bạn từ ở bên cái hotel này nè, từ khách sạn thì đi qua bên trường thì mình sẽ nói là từ cái chỗ khách sạn nè, Hotel Konnopheon Euro Oseo. Rồi bây giờ mình đến mời bạn Thanh nha. Số 2, ưng hèn. Bây giờ muốn hỏi là, bây giờ mình hỏi nha, ưng hèn y ở tie sao? Bỏ sư trong nhu trang ô đường trột e isayo, hoặc là chúng ta nói là nó ở bên băng qua đường á, bên đường á, ở bên cạnh cái lối băng qua đường á thì nói sao nào? Ờ,
Conophon thì được rồi, nó ở bên đường là Conophon là ê Israel. Rồi bây giờ muốn đi đến đó thì như thế nào? Ưng hen nghe cả cô ship phu nhân ổ tốt kê khám nhân tệ ổ. Muốn đi đến ngân hàng thì phải đi như thế nào? Mình nói là đúng rồi, mình từ đó ha, bỏ sư tròn nhiều trang còn nộp phân euro OCO đấy, từ cái chỗ mà bỏ sư này nè, cái bãi đậu xe buýt này thì đi qua đường á là được, hoặc là từ cái bưu điện đi qua bên ngân hàng cũng được ha. Ô chê cúc có nộp phân euro OCO. Rồi đến bạn Lê Khắc. Lê Khắc Kyung chân sơ cao tiê sao ừ. Hắc kêu con hắc kêu hoặc là mình nói là có bên cạnh nhà hát thì mình nói sao nào? Ừ đúng rồi, cực trang dọc phê Israel hoặc là hắc yêu cono phone Israel. Bây giờ muốn bây giờ nó ở bên trái gặp hát thì nói sao phê thế nào? Ok. Rồi bây giờ muốn đi đến đó thì đi như thế nào? Kêu ông chân sợi khả cô xích phu nhân ở tốt kịch hàm nhân thì mình có. Ok. HQA Conofer Neuro Cà Xèo. Được rồi ha. Rồi bây giờ đến bạn Ngọc Quyền nói được không em? Ngọc Quyền Chắc không. không hả? Nhung. Bây giờ cứ cho nghi ở thế xem đi có. Cực chân y ở tia xài ớ. Ông Kyom chân so bên bên chốt là bên gì? Bên trái. Nhưng mà cực chân thì có phải bên trái không? Nhìn vào ảnh của mình, nhìn vào ảnh của mình thì nó là ở bên bên phải. Bên phải thì nói sao nào? Nhìn vào bên phải của mình á thì nó cái nhà hát nó ở đâu so với cái sở cảnh sát? Con trên số ô rừng chỗ e xờ. Hoặc là bây giờ chúng ta nói là nó có ở đối diện cái bưu điện thì nói sao nào? Ok. Ok. Rồi bây giờ nếu như muốn nói là đi đến đó thì chúng ta nói đi như thế nào? Conophon. Conophon Euro Oseo. Conophon Euro Oseo. Hoặc là chúng ta có hai lối băng qua đường. Một là bên cái Uche Cúc ha. Uche Cúc người đây. Conophon Euro Oseo. Hoặc là từ cái chỗ gì đây? Cái mình đi qua bên cái tay phải của cái sở cảnh sát thì mình nói là kion chan so o rừng chok kuro o seo ha em. Rồi bây giờ các bạn lặp lại nha.
Lặp lại từ đầu các bạn đọc theo nha, đọc theo cho nhớ. Để mình trả lại từ đầu. Rồi. 잘 듣고 달아주세요. 학교가 어디에 있어요? 학교가 어디에 있어요? 버스 정류장 옆에 있어요. 버스 정류장 옆으로 오세요. 버스 정류장 옆으로 오세요. 오케이. 그럼 공원이 어디에 있어요? 공원이 어디에 있어요? 학교 맞은편에 있어요. 학교에 맞은편에 있어요. 학교 맞은편에 있어요. 학교 건너편으로 오세요. 학교 건너편으로 오세요. 은행이 어디에 있어요? 은행이 어디에 있어요? 버스 정류장 맞은편에 있어요. 버스 정류장 맞은편에 있어요. 버스 정류장 건너편으로 오세요. 교통선서가 어디에 있어요? 극장 옆에 있어요. 극장 왼쪽으로 오세요. 극장이 어디에 있어요? 우체국 건너편에 있어요. 우체국 건너편으로 오세요. 기용전서 옆에 있어요. 기용전서 오른쪽으로 오세요. Thế thì mai mốt đi, nếu như các bạn đi đâu á, ra đường á, sắp tới lễ Tết rồi, đi ra đường các bạn sẽ phải hỏi người ta về cái vị trí địa điểm mà các bạn sẽ dự định đi nha. Khi đó thì các bạn muốn hỏi thì các bạn nói là thí dụ như ngân hàng có ở đâu thì các bạn sẽ hỏi như thế nào. Bây giờ nếu như mình nói là ngân hàng có ở bên cạnh bưu điện thì chúng ta nói làm sao? Rồi bây giờ nếu như lúc đó các bạn đang đứng ở cái vị trí là phía sau cái ngân hàng, bây giờ cái ngân hàng thì nó có bên cạnh cái bưu điện, thì bây giờ muốn đi đến cái ngân hàng thì các bạn muốn đi như thế nào, đi làm sao? Phía sau bưu điện, phía sau bưu điện. Dọc Euro Oseo. Đấy. Rồi bây giờ nếu như mà nói là đi thẳng thì nói như thế nào? Toporo gì? Toporo Kaseo. Ok. Còn nếu như nói đi thẳng đến ngã ba, quẹo trái thì nói sao nào? Ngã ba là Samgori. Đi thẳng quẹo trái nói sao nào? Ok, vậy cũng được ha. Rồi. Topparo khám nha. Hoặc là Topparo khá cô Samgori nào ôm nhân. Gì đấy? Quên chốt euro Oseo. Oseo có nghĩa là mình đi đến đâu rồi, đến xuất hiện ở đó rồi là nạ ô nhân ha. Nạ ô nhân Samgori. Samgori ê nạ ô nhân. Quên chốt euro từ đó Oseo, từ có gì đấy Oseo cũng được. Rồi các bạn đến cái mẫu